đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhận xin trân trọng giới thiệu bộ kinh Khuyên Đời Tu Niệm phần cuối. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa kính mến. Được sự phát tâm của Phật tử Võ Thị Rang pháp danh Diệu Hòa 80 tuổi, Võ Thị Ngào 77 tuổi, Võ Thị Ngọt pháp danh Diệu Phước 74 tuổi, Châu Minh Cường 51 tuổi, Lâm Thị Phụng 43 tuổi, Hứa Hồng Cường pháp danh Minh Hùng 52 tuổi, Quỳnh Thị Liễu pháp danh Diệu Dạng Chơn Hoa 50 tuổi, đã thành tâm ấn tống bộ kinh này. Nguyện đem công đức vô lượng hồi hướng tiên linh của Huyền Thất Tổ, cùng khắp pháp giới chúng sinh đồng tròn Phật Đạo. Cùng Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền Bát Nhã. Kinh kệ khuyên đời ích lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng, hồng chung ấn tống bòn duyên phước, pháp thí giống lành ráng phén dung. Nay Phật tử lòng thành phát nguyện, đem chân kinh Địa Mẫu lưu truyền, dương gian con mẹ phụng hành, truyền kinh phước kỳ bao nhân sanh hưởng cùng. Chân kinh Phật Mẫu lưu truyền, để cho nhân thế gần xa tu hiền, Võ Thị Rang 80 tuổi chăng, họ tam quy pháp hiểu Diệu Hòa, Võ Thị Ngào 77 tuổi, Võ Thị Ngọt Diệu Phước là danh 74 tuổi, trần miền đường xa vạn dặm về đây lòng thành. Châu Minh Cường 51 tuổi, Lâm Thị Phụng còn tuổi 43, Hứa Hùng Cường 52 tuổi, Quỳnh Thị Liễu tuổi chẳng 50, Hứa Hùng Cường pháp danh Minh Hồng, Quỳnh Thị Liễu Diệu Dạng Chân Quang, lập công bồi đức nguyên kỳ, chân kinh ấn nghi tống ba gia tu hiền, chư linh ni tử gần xa tổ hồi, quyết
ngột lòng trở lại đài bay. Ngưỡng trong mẹ ở Tây Đài, thương con mẹ chân lòng này thế gian. Tây Dương màu chân kinh lưu lại, để ban truyền nhân thế nghe cùng. Khuyên đời tu niệm chân kinh, minh duyên huệ nhận góp trong tu hiền. Đêm trong trăng trăng trong như lọc, nghe tiếng con mẹ phúc chánh lòng. Bởi con thương mến bụi hồng, nên con tắt mẹ rùng rùng ra đi. Tưởng ra đi mãn kỳ trở lại, nào về con chẳng nghĩ đôi chẳng hoài. Ra đi mẹ dặn một hai phải tránh trong gai cuộc đời. Dặn con phải giữ lời sao trước, bước hồng trần là nước quỷ ma. Dặn con chớ khá ta bàm, dặn con khá kê cà mãi mê. Dặn con nhớ cảnh quê làm trọng, dặn con thường để bụng nằm lòng. Rằng loài ma quỷ phải phòng, rằng loài lưỡi mối nọc ông phải ngừa. Dặn con sớm kể chiều kinh, dặn con đừng bê trễ công trình. Dặn con mẹ dặn đinh ninh, dặn con phải giữ phải gìn tấm thân. Dặn con biết mấy lần tranh trọng, con đành rẻ rúng ta lời khuyên. Con đành gây cuộc nào phiền, con đành gây cuộc trần duyên đau lòng. Nay con thăm bảy dòng cắn xe, con ơi đành nhớ mẹ sao con. Con ơi lòng mẹ héo hon, con ơi thân mẹ vì con hao gầy. Rài con được ơn thầy cứu độ, đem con về phải chỗ phải nơi. Khuyên con dạy phải nghe lời, khuyên con chớ khá giỡn chơi ít gì. Tu phải biết quy y làm bao, là nương náo cửa trời. Tu cho kịp
tiết kịp thời, tu đừng sao lãng những lời mẹ răng. Này lời mẹ cần nhắc nhở, thấy con thơ mẹ ứa đôi hàng. Thương con trước chiều lạc đàn, con ơi phần gái gian nan nào nề. Thương con gánh nhiều bề cay đắng, dầm lửa nắng nước sương. Con ơi phận gái đoạn trường, con ơi phận gái trải tương mới thành. Tố phải biết việc lành việc dở, chừa lòng bảy lữ ba lo. Thầy đã sao trước dặn dò, thầy đã chật sẵn chiếc đò ly chân. Đò ly chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tốn khỏi ao. Miệng con trong trắng y một màu, miệng con sao trước trước sao một niềm. Tâu phải giữ lặng im là gốc, chừa cái nọc nhiều đời. Con ơi tai quả khắp nơi, tai người uống lưỡi khô môi hại mình. Chữ một giả kinh thành làm trước, lòng đừng lo quả phước khi có không. Có không là luật chi công, có không cũng tại nơi lòng các con. Đêm thanh vắng con tròn phận sự, đọc kinh thì ráng giữ lấy mùi. Đừng ngâm chót lưỡi đầu môi, mẹ còn lùi tới tới lùi phân trần. Đọc kinh phải cân phân từ tiếng nghe, kinh là kinh điển của thầy. Đọc kinh gắm được mùi hay, dấu cho sắc đã có thấy cùng thành. Gái cần giữ thân danh làm trước, kế quỷ ma nhiều nước tình yêu. Em tai sao quyển loạn chiều, yêu con nhắm mi mắt nghe liều hư thân. Mẹ đã dạy nhiều lần cặn kẽ, quỷ thường xưng tên mẹ lắm con. Con nào gan yếu dạ non,
lời vưng nghe bở ngọt ngon phải lầm. Cách đi đứng ngồi nằm cẩn thận, điều mong mềm ấy phần người tu. Tránh xa tiên quên lời rầu, tránh xa những y bọn giả màu xa mưa. Thấy nhiều kẻ bơ thờ hỏng héo, tướng dịu dàng yếu điệu khá thương. Tại sao dài thiết tha tha thiết vui vẻ chi mài miệt cõi trần? Con ơi xét lấy nàng hằng, trọn năm được thấy mấy lần đẹp xinh. Mẹ hằng cày nhắn tin cho trẻ, khuyên đừng bê đừng kể công trình. Thương con thầy phế ngọc kinh, trước con khỏi chốn quả khăn đêm về. Con khá chớ bỏ bê lúc rảnh, lúc rảnh thường tâm y tâm y lãng sao, tâm tâm sao lãng phân hào. Tự nhiên con phải mòn hao tinh thần, trọng chân thân chân thề. Thân thể này gốc rễ của con, chân thân chân thể chân hồn, giữ gìn trong sạch mới còn gọi con. Đừng vọng tưởng phấn son là sạch, son phấn y làm chân phách đã phải luôn. Mấy ai rồi gọi thô, mấy ai ngồi kiệu lấy dù che thân. Đừng vọng tưởng cơ bằng là nhục, cơ bằng là tránh gốc mọi con. Lúc xanh đỏ lối một hòn, lúc về có kể vật chốn những gì. Con phải nhớ lúc đi thầy dặn, phải cho tròn bổn phận đừng sai. Đừng lo phú quý trong gai, phải cho xứng y đáng tam tài mới sinh. Chánh tam tài mới vinh mới quý, giá tiền tài đồ mỹ phá chân. Con sao chưa rõ thiệt hơn, đã dự mấy kiếp đường trên.
chân bước hoài. Rài mẹ nhắc chỗ sai con hiểu, hiểu được rồi mẹ biểu phải nghe, nghe rồi cẩn thận trăm bề, tránh đoàn kết đi đảng lập phe phân phờ. Con phận gái lỡ cơ sao được, phải dặt dè từ bước mới ngoan, sao cho dâm gái rõ ràng chín mười cho đúng tuổi vàng mẹ trao. Cuộc trần thế ảo bào mong anh, có chân tu mới rành phù xanh, muốn cho chân thật tu hành lan ro rình giữ cánh ấy thành. Đừng quên người ở thế đặt tên kể tôi, tên tôi này một buổi chẳng lâu, mấy tên phú quý công hầu có đem chi được để chầu ngọc kinh. Người ở thế danh thinh làm trước, thinh danh là khỏi phước sự tu, công dung ngôn hạnh làm đầu, lòng đừng mê hoặc phải trao sữa mình. Đừng tập lối văn minh dối trá, văn minh này quỷ phá mấy ơi. Con ơi mẹ đang cạn lời, sáng cho trong sạch tên người tuổi ta. Tên tuổi ta bao la vũ trụ, tên tuổi người che phủ thế gian, muốn cho tên tuổi miên tràn, ta người tên tuổi vẫn ngơ vàng chớ sao. Người xuống thế ai ai cùng một, phải rõ người là ruột với mình. Với mình như một mới sinh, với mình như ruột mới rành tuổi tên. Con phải nhớ chớ quên lời mẹ, được thân người chẳng dễ đó con. Tuổi tên được vậy mới còn, tuổi tên được vậy mới tròn thinh danh. Đừng tập bi nết trở trinh liêu lòng, theo tánh ấy phàm học vọng cầu cao. Chị em đừng tiếng mày tao, chị em tiếng nói ngọt ngào.
dưới trên trong mình. Học chi cái dòng ngu si, học chi cái dòng dị kỳ khó ưa. Đừng học thôi đồng đưa miệng lời, mà có khi dương lưới quỷ ma. Khôn ngoan sao bằng thiệt thà, cứ lời mẹ dạy mới là con ngoan. Con đã chán các cơ đàn tội phước, mừng cho con nay được gặp thầy. Ơn thầy rơi khắp ba cỏ cây, con tua tánh nay mỏng kịp ngày quy quyên. Phần xác thịt ba viên làm trong, phần thiên liêng phải giống cho cân. Chớ hao tinh khí hại thần, tinh thần quý báu phải cần phải chuyên. Thần khí tinh tiên thiên làm gốc, tinh khí thần là nọc hại người. Con ơi đừng tưởng trò chơi, nếu con sai ngược đạo đời dễ đâu. Đừng nghe kẻ mượn màu đại đạo, tiên hậu thiên ngược ngạo phình đời. Nếu con sai lạc tất ơi, linh hồi phải dướng chạy trời làm sao. Mẹ thấy trẻ khát khao tìm đạo, mà lại tin chuyện ảo trắng trơn. Con ơi chớ cậy giọng đờn là giọng hại hơn hồn linh. Con muốn rõ công trình tập luyện, tập ba luyện rành cổ qua chuyện phải tâm. Muốn cho câu chuyện được rành, gần thầy mới rõ quyền công thế nào. Con phải biết đạo đòi tối thượng, đừng để lòng hờ hững sự tu. Chớ tin những lũ quán màu, mượn thầy giả đạo quyết rầu hư thân. Nghe tiếng trẻ mẹ mừng cho trẻ, trẻ phải mau bước lẹ đường ngay. Muôn năm mới gặp hội này, để cơ hội ắt đỏ đài dương mang. Đã gặp đạo gặp đàn chánh đang, thì phải lo phải ráng công
trần. Mẹ khuyên bỏ tâm hơn, mẹ khuyên bỏ tâm chống cần chị em. Tâm cần chống y ráng kiềm cho dứt, nó làm cho đạo đức phải hư. Con ơi mẹ vốn đại từ, thương con mẹ ráng giờ giữ chi bài. Thấy trẻ dại đỏ đài thân thề, mạnh tranh đua theo thế nhân hào. Quên nhìn đất rộng trời cao, đành dùi bụi đỏ để sao tâm trời. Thần tiên Phật ráo lời cạn tiên, khuyên các con bỏ miên tu chơi. Tu cho biết Phật biết trời, tu cho biết đạo biết đời mới tu. Trẻ đạo thầy mù khó dắt, trẻ ham đời thì mắt tay phàm. Xanh vàng sợi chỉ ai làm, con đường Nam Bắc, Bắc Nam ai làm. Tìm đạo gặp thầy mới sống, muốn tìm thầy chớ có dòng tâm. Con ơi đạo lý cao thâm, làm sai một mãi hại thầm biết bao. Lòng đồng bào chớ nề, một rung y nhau của mẹ mà ra. Đông Tây Nam Bắc gần xa, dẫu cho khác giống cùng là tình thâm. Kẻ rù quên gây mầm sâu xé, lập phái phe chia rẽ thịt xương. Lời ngon tiếng ngọt như đường, nếu con nhẹ dạ mắt lường uổng quan. Con phải đến đạo tràng chân lý, mới không còn có quỷ nơi tâm. Đạo tràng thầy lập phải tầm cho gặp đằng chăm học hành. Trời đã phú tánh lành sáng suốt, thầy con là con ruột của trời. Con trời đâu có cãi lời, con trời đâu có tiếng đời nhạo kinh. Khuya nhìn tự mình con xét con biết
con đừng ham những thói bon chôn nhọn nhàn, chị em cùng một đoàn thua xúc, giờ rầm rang phải học mới nên. Học thì chỉ phải cho bền, học bền mới có tuổi tên với người. Khi đi, khi đứng cười nói, lúc đi nằm ngồi, lúc hỏi, lúc thương. Con ơi lễ nghĩa chẳng vừa, nếu con thừa thớt ai chừa cho con. Phận nhi nữ phải tròn danh dự, còn tiếng nhớ cũng y nặng như hòn Thái Sơn. Muốn rõ đạo chớ sờn công quả, công quả bòn chớ kha từ nan. Muốn thông công quả công càng bền dẫn quá càng lớn lao. Công đức được dày cao chói ràng, công nghiệp càng rọi bản ngọc kinh. Sao cho công dẫn như thành, sao cho quả được cái trổ nhành đơm quá. Phần nhi nữ ngọc ngà thân thể, công quá cho rành mà rẽ đường sai. Công trao phước kia mới được dài, công dài đức mới dần tài núi sông. Muốn được cái quả phải trồng nên quả, quả muốn y trồng giống y lạ chớ ương. Con ơi phận gái đoạn trường, đoạn đường càng phải tìm đường cho nên. Mẹ đã dạy công bền mới được, công dài công được phước mới bền. Học hành công khó mới nên, biết lời phải dướng vào nền tớ tôi. Mẹ đã dạy dung bồi công quả, con phải rành công cả của con. Con nào công nấy vuông tròn, công nào quả nấy chẳng còn đợi chi. Mẹ cũng biết nữ nhi phận gái, mẹ sao phận dạy có người. Con ơi công chớ biến lời, con ơi mẹ đã ráo lời khúc nói. Con phải biết
ta luân hồi đến sợ luân hồi làm nên nở vô minh. Muốn cho công được viên thành thì con khá ráng học hành cho thông. Kẻ dối trá cuồng ngôn khả ô mà làm tuồng giải dỗ tròn vuông. Các con là gái khuê môn, các con đâu rõ vuông tròn là gì. Có đâu là lớp để vào đường, thầy đâu làm mặt trò phường, thầy đâu tán ngã tận tiếng lương khuấy đời. Con đã gọi con trời thế hà, chịu nhật tân mà con lại muốn tranh luân xa bồi. Bánh luân xa lăn rồi chẳng đợi, nếu dương vào con mới định sao. Con ơi thiên dòng nan đào, đừng trong bắt ở đầu nam tàu cứu quy. Muốn cứu quy chẳng chi lạ nữa, con khá lo tự sửa lấy mình. Sửa mình cho được bất sinh, sửa mình cho được tiền trình dễ gian. Nói đến con trăm đàn chua xót, mẹ si bao lệ giọt đượm tuôn. Thấy con xa khỏi lạc trốn, cũng vì con mạng làm tuồng khéo khôn. Càng khôn khéo càng dồn các tư bụi, khéo khôn chi với tội hồng trần. Hồng trần khôn khéo vô nhân, khéo khôn theo bụi hồng trần ích chi. Kìa trước khi mắt con suy cho kiếp ma, cuộc bi quan ly hiệp mây hồi. Các con chẳng nghe rõ cơ trời nắng mưa lạnh đông mấy thời đó con. Trời bình tĩnh thoạt ta còn nói gió, trăng lão lão lại trổ mọi mưa. Đừng sớm nói trưa năm còn tháng thiếu ngày thừa phải sai.
lời rí rả cánh dài mẹ dài tiếng nỉ non phải quấy mẹ bài con ơi cố gắng theo thầy Ngọc Kinh này mới được cha có ngày đoàn viên cơ quả phước nhãn tiền mấy lát cũng đều do khổ lạc chẳng tường khổ kia ai tạo mà dương lạc này ai bỏ ai chuồng lại chê phải xét kỹ rõ bề khổ lạc khổ tại đâu mình chắc vào mình tại mình nuôi cái vô mình nào phải trời sinh mà ngờ kìa đuốc tệ ánh bờ chân ly thầy đã khai rồi chỉ đường ngay thiền nghiêng sống ngược phải hoài đừng khoe mạnh bảo rủi tay lái lèo người trí thức coi dèo thời thế chớ hững hờ lầm kế tinh ranh con ơi phận gái mỏng manh thương con mẹ chỉ mỗi manh con càng than thở bỏ tánh đi phàm xem chờ nhắm em đào giường gió tạnh sống em con nào bến đi đào phải tìm đường chân biết sao kể nguồn cơn sao trước ham tự do con trượt ra đi tự do nó có ích gì tự do càng lắm càng suy tinh thần trẻ hối ngộ mẹ mừng cho trẻ ráng lo tu kẻo trễ thời kỳ gặp thời con hài quy y càng cho biết lễ biết nghi mới rằng mẹ dạy con chẳng ngừng lời nói con nghe lời đừng gọi phui pha đêm khuya nguyệt xiết trăng tà con gió bóng nguyệt còn là bấy duyên tư gia lắm điều dối trá cuộc cây tuần hoàng dài trả chẳng thôi lạnh xa cài bánh lưng hồi kha mau tình ngộ dung bồi chân linh dừng chân lên
nên phải gìn tâm tánh. Nhìn ngọc kinh là canh quê nhà, rành rang cai kiếp ba phù hoa, lặng tâm em tâm mới là gọi con. Mẹ vì con lưỡi mòn đôi đoạn, mẹ vì con lời cạn mấy phen. Công dư kết đi bạn với sen, công dư đâu để làm quen với bèo. Chừa cái tâm tự kiêu tự đắc, mới có ngày gần Phật gần trời. Trời tuy lòng lòng dơi dơi, nhưng trời ở tại mấy lời mẹ đây. Con nghe mẹ mẹ khuây khỏa già, mẹ nhìn con hạ hơn lòng. Con ơi mau kiếp trùng phòng, đến đài kim thiết nghiệp cùng chị em. Lời tâm quyết mẹ đêm tường tận, khuyên con thơ an phận tu hành. Muốn cho gọi được gái lành, thì mau cải giữ mới rành chân tu. Đừng phân biệt trí ngu thêm hại, đố ai tường khôn giải là chi. Trăm điều điều tại quá nhi, đừng đem phàm tánh mà khi mà lầm. Mẹ căn dặn tu tâm cho lắm, tu tâm rồi tánh ấy bẩm mới trong. Tánh tâm tuy cùng nơi lòng, mẹ còn lo ngại con không rõ đàng. Lòng thương con ngổn ngang trăm mi môi, muốn nghe cho con tránh khỏi luân hồi này. Con tâm tánh ấy bởi trời, này con tâm tánh bởi người phá hư. Phật thường gọi chân như tâm Phật, trời đã cho mình đức tánh trời. Tánh ni tâm trong sạch ni là người, tánh tâm xảo trá là đời đó con. Đã gần trót đêm tròn mẹ giảng, giảng cho con mấy đoạn éo le. Phải nhìn trời đất chở che, phải nhìn cho kỳ đằng nghe mà làm. Đời hiểm nham thiện căn mới dễ tránh đời.
còn phải nghe trời, nghe trời thì phải nghe lời mẹ khuyên. Kẻ có phước thiện duyên mới gặp, gặp thiện duyên ráng tập mà làm, làm thì nhất đức nhất tâm, nhất tâm nhất đức mẹ chăm nom liền. Thầy đã dạy mười khuyên ráng giữ, lại lắm khi nhắc nhở trăm điều khuyên con tâm huệ ráng khiêu, ráng khiêu cho tỏ đặng theo mới màu. Bề cư sự sòng nâu đạm bạc, chớ kêu đòi đài các trăm anh, trăm anh để gọi gái lành, trăm anh nào phải xưa sang bề ngoài. Mẹ dạy con chẳng nài lao khổ, tâm phàm khuyên ráng nghĩ bỏ ráng trường, ráng đem lại tánh trời xưa. Ngọc kinh xóm bước cây chờ trưa về chầu, đuốc chân ly lào lào thầy soi, nơi trung ương đặng gọi các con. Bọn vàng sông lệ nên bọn, tìm châu tìm ngọc nón con đến tìm. Cây mắt mẹ có chim khôn đầu, kẻ hiền lành nói dấu từ bi. Từ bi bác ái thầy ghi, từ bi bác ái tam kỳ giá gian. Mẹ đã dựng nền vàng bán ngọc, con biết ta lo săn sóc ngày đêm. Ân cần mật thước đừng sai, thì con sẽ được dạy đầy ơn trên. Mở màn chưa khỏi lý phồn qua, chưa biết thiên niên thân tinh sắp nhà. Cải hạnh đố ngươi về lập thử, tháng sau sẽ đến trước trình ta. Thế miền là chỗ đau phiền thiện khai, đất cơ đạo màng tiên trở về. Ngày nay bút ra ngọc giữa kề, phòng loan sư lệ trọn bề phân hoa. Phần còn thiện tính ngay gần xa, tỏ ra huynh đệ ba gia xa gần.
kể từ mình thịt xác trần, nhờ công tu niệm giữa gần mẹ cha. Ngày nay giải thoát ca nơi hà, hồn linh nơi đất cứ đạo màng qua thăm nhàn. Bền tâm đạo lý quy hoàng, cung vàng là cửa mới nhàn thiên tâm. Đừng mê quân hạ sai lầm, tình đi đặng có kiếm tầm là sống. Nhớ thôi lì nhỏ tuôn dòng, hồn linh đi đất ư đảo mà lòng không vui. Muốn sao con mẹ vui rồi, tình tâm dưỡng tâm trao dồi đau tiên. Kỳ tam sẵn có con thiền, hoàng nhung lãnh đạo cần chuyên đợi chờ. Thiền khai nay vẹt sương mờ, còn trên bát phẩm màn cơ giáo truyền. Chúng lo hoàng lễ kim thiền, rước đưa con mẹ qua miền gió đông. Thiền khai hoàng lễ nhung hồng, đồng tâm lấy mạnh thuyền rồng biển khơi. Biết rằng mẹ đất cha trời, ráng lo tu sửa cho đời mẹ vui. Đại tiên cha mẹ ngắm ngồi, cho nên bác phẩm sục sùi thăm ân. Thở vàng đại phẩm lì sầu, chung mấy lo đạo lý màng cháu mẹ lành. Hoàng nhung lành đạo nam thành, con đây sư lễ thiền thanh đang sầu. Đôi lời bác nghi phẩm cung lầu, khuyên trong con mẹ dù cầu tính mê. Kỳ tam tiên thánh giữa kề, không lo tính ngộ đặng về hư không. Lầu tiên mẹ thổ quyết hồng, nữ nam con mẹ sao không trở về. Sông trần là chốn biển mê, sao không theo mẹ nhàn quê phản hồi. Nhờ công bội trước cả trao dồi, 20 lập lợi được ngồi tòa liên. Đại tiên Trương Ngọc niệm ngà, ai dâng lời dạy mẹ cha ban hiền. Mẹ đem huệ phước cung tiền, ban cho những hạng lương hiền thiên tâm. Cung vàng ngọc khuyết đã sầu thầm, còn trên diêu điện ngàn năm mẹ buồn.
mẹ buồn con mẹ luôn tuồn, cho nên bác phẩm dầm tuôn lệ tràn. Từ ngày sát trả nam đàn hồn linh thể nguyện cứu an lành giòn. Chiều thu còn một kiến đò, trao tâm sửa tánh lần dò bước lên. Đông tàn lạnh lẽo chi bàn, muốn về địa vị để tên ráng làm. Trần mê là chỗ luân trầm, sang tu đỡ lại lầu lam bể sông. Lòng mê chi chỗ bụi hồng, phủ lời bà mẹ thiên sòng phân quang. Nghe rồi dẹp bỏ lòng ta thương dầm bà mẹ cung ngà thế lương. Vì trần mẹ mới dầm trường, mẹ khai thiền ngọc chi đường trần gian. Phu thế lai mạnh thiên vàng, ngôi chợ huynh để sửa sáng lên về. Nhờ trong huynh để giữa kề thuyền lang đang mãi trở về đài mây. Từ khi trở lại nơi này, nhìn xem cuộc thế dày đầy thế lương. Trần mê là chốn đoạn trường, mau tu trở lại quê hương bụi đồng. Ngày nay em lắm đạo màu, cùng hoàng sư lễ thiền châu nghiêng mình. Em thương hoàng lễ nhung huynh, đạo thơ liễu yêu tận tình đau tiếng. Nên em lánh lệnh điện tiền, cùng hoàng sư lễ tròn viên buổi này. Tâm kinh ghi khắc lời chân, để truyền nhân thế ba gia chung cùng. Khuyên cùng huynh tỷ khắp nơi, nhắn lời thanh lễ tri ân muôn nhà. Hoàng nhung buồn bã tả thư nhàn, ai học đạo tràng ráng điểm trang. Cạn tiếng khô môi vì lý pháp, đành lòng không nghĩ thể hường nhan. Nát giả ôm sầu hầu khó tả, làm sao cho mẹ được huy hoàng. Kêu hỏi khách trần ôi ráng nhớ, đây lời tâm huyết mới vừa than. Mình duyên huệ nhận tri ân, thiền nam tính ni nữ đồng chung phát hành. Kinh khuyên ba tánh tu hành, khuyên đời tu đạo nam thành tính
mê. Hôm nay Phật tử trở về, minh duyên huệ nhân chùa vàng cầu xin. Nghe thầy tha thiết nghĩa khinh, minh duyên huệ nhân đồng chung một lòng. Khuyên đời tu niệm góp ba phần, đây là phần cuối bộ kinh Mẫu Hoàng. 33 tập truyền ra khắp chung lê thứ ba gia nghe cùng. Phần kinh cuối của nhà họ Võ, Võ Thị Ngọt Diệu Phước là danh. 74 tuổi trần miền, phát tâm ấn tống bộ kinh Mẫu Hoàng. Võ Thị Rang Diệu Hòa Tánh Tử, tuổi 80 hùng phước đã cầu kinh. Võ Thị Ngào 77 tuổi, Châu Minh Cường 51 tuổi, Lâm Thị Phụng 43 tuổi, Hứa Hồng Cường phát danh Minh Hồng, 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 Hồng Cường phát danh.